Xin chào các bạn, mình là Thành và ngày hôm nay Thành sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết về cái kính hiển vi soi mao mạch máu. Rồi số 2 là Thành sẽ phân tích cho mọi người cái mao mạch máu là gì. Và số 3, nếu mọi người ứng dụng cái kính hiển vi soi mao mạch máu vào trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe, trong cái vấn đề mà mình hỗ trợ cho bệnh nhân của mình, đối với những anh chị bác sĩ này, dược sĩ này, anh chị làm spa, anh chị bán thực phẩm chức năng, thì ngoài những cái cân, ngoài những cái máy đo huyết áp, SpO2, máy đo đường, đo huyết, đo cholesterol, rồi máy phân tích lượng tử sinh học, thì chúng ta nên có một cái kính hiển vi soi mao mạch máu. Thì hiện tại kính hiển vi soi mao mạch máu thì mình cũng dùng được khoảng tầm 6 năm nay rồi. Còn về cái máy lượng tử thì mình dùng hơn 15. Vậy trước tiên thì Thành sẽ giới thiệu cho mọi người qua. Còn mọi người muốn xem hình dạng chi tiết cái máy thì mọi người có thể là đặt nên xem cái video trước ha. Vì bài này Thành sẽ phân tích cho mọi người sâu hơn về cái lý thuyết trước để mọi người ứng dụng vào. Thì cái máy này nó ở cái độ phân giải của nó lên đến 400 lần so với cái kính thông thường. Đơn giản thì cái này nó không có phải gọi là thiết bị y tế gì cả, vì bản chất nó là một cái kính hiển vi thôi, nhưng mà nó để soi sâu hơn bên trong cơ thể của chúng ta. Độ phân giải của cái camera là tầm 380 megapixel. Khi mà mọi người mua cái máy này về thì mọi người có thể lỗi lên được cái máy chiếu, mọi người có thể lỗi lên được cái tivi nha. Ví dụ như mọi người không có cần cái màn hình này, cái màn hình này là cái cạc có thể tháo rời này. Ví dụ cái màn này nó hỏng đi thì mọi người có thể lỗi sang tivi, lỗi sang máy tính. Và ví dụ mọi người làm cái chương trình hội thảo hoặc là mọi người muốn kiểm tra to cho khách hàng á, nhìn thấy á, thì mọi người không nhất thiết là phải cắm cái màn hình này vào, mà mọi người có thể cắm vào cái tivi của mình nha, để cho nó to. Và thì ở đây nó có cái bàn này, nó có bàn này để kiểm tra đặt tay chúng ta lên đây. Nó có thể di chuyển trên dưới và trái sang phải để chúng ta xem cái tay chúng ta nó toàn diện hơn. Ngoài ra thứ ba nha, nó không cần phải xâm lấn soi chúng ta bên trong, mà chúng ta có thể kiểm tra ở móng tay của chúng ta, kiểm tra ở ngón tay của chúng ta, kiểm tra ở lưỡi, ở môi, ở tuyến mồ hôi và lăng tóc. Và đúng ra thì những cái vật chất nhỏ thông thường mọi người có thể kiểm tra những cái con vi khuẩn có lợi. Đây là cái vị trí ta đặt ngón tay ở trong đây, và đây là cái thấu kính, đúng không ạ? Đây là cái chỉnh tiêu cự, đây là chỉnh tiêu cự, còn đây là cái chỉnh ở trên dưới và trái phải. Nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Một là cái bàn chỉnh trái phải và đặt tay này, ống kính này, màn hình này, đây là cái giá đỡ này, và đây là cái chỉnh trên dưới trái phải, và đây là chỉnh độ led. Đơn giản là như vậy thôi. Thì thường thường là chúng ta hay ở cơ thể chúng ta là ta chỉnh vào cái ngón tay. Có nhiều triệu hải thành nè, có thể điều chỉnh ở nhiều nơi được không? Thì được nhá, ngón tay nào cũng được nhá. Nhưng mà theo về cái vi tuần hoàn thì ta kiểm tra được cái ngón áp cũng thế này thì nó sẽ tương đối là hiệu quả hơn so với các ngón tay khác. Thì cái loại máy nói Thành đang phân phối này thì nó rất là nét nha, nó rất là nhanh. Có là chúng ta để vào, chúng ta vặn cái tiêu cự phát là độ nét nó trong vòng 3 giây thôi. Nét rất là nhanh. Còn những cái máy đời cũ nha, mà không phải cái công nghệ Hàn Quốc ấy, thì anh chị chỉnh nó rất là lâu. Độ lấy nét của nó đó, chúng ta thì cứ hình dung được như là cái thấu kính của cái điện thoại ấy, của thằng iPhone hoặc thằng Samsung Galaxy S2223 đây nha. Thì chúng ta chụp phát là nó lấy nét rất là nhanh. Còn những cái mà đều là nó lấy nét nó chậm hơn, nên chúng ta sẽ khó chịu và nó sẽ không có chính xác lắm. Chất lượng hình ảnh thì ổn định, rõ ràng, rõ nét, không có bị mờ, không có bị giật. Và tổng cả cân nặng giữa cái màn hình 9 inch và cái máy này nó chưa đến 2 cân cả nhà nha, rất là nhẹ thôi. Mọi người có thể cầm đi và mang đi rất là tiện. Và cường độ sạc của nó là trên 600. Nó sử dụng cái nguồn điện 220V của chúng ta nha. Nó không cần kết nối với máy tính, không cần kết nối với thiết bị khác, chỉ cần cắm cái nguồn vào cái nguồn điện thôi và sử dụng luôn cái máy này. Nó không giống như máy lượng tử. Máy lượng tử thì phải kết nối với cái máy tính cây hoặc là máy tính sách tay. Còn riêng anh này thì không cần, chỉ cần cắm vào nguồn điện là được rồi. Chúng ta sẽ được tặng thêm một cái vỏ hộp rất là đẹp, với kích thước là 34 x 29 và x 20. Có cái nào khoảng tầm to hơn một cái viên gạch ba vanh thôi. Chúng ta có thể là mang đi hoặc là đút scope xe rất là tiện nha. Và sử dụng công nghệ thấu kính của Hàn Quốc. Và khi anh chị mua, anh chị sẽ được tặng một cái hộp này. Trước đây thì có màn hình 7 inch thì nó, nhưng mà Thành giờ Thành không có hướng dẫn mọi người dùng vì nó rất là nhỏ. Còn màn hình 12 inch thì nó trên 10 triệu cơ. Cả cái máy với màn thì theo Thành nó cũng không cần thiết đâu. Thứ nhất là nó rất là to, hai là nó phí á. Tự nhiên cái máy 9 inch nó có gần 7 triệu thôi mà anh chị bỏ ra 12 inch nó trên 10 triệu thì tội gì? Chúng ta bằng mua được cái màn tivi rồi nha, mà nó rất là to, nó khó cồng kềnh lắm, khó mang đi nhắm nhá. Anh chị sẽ được tặng thêm một quyển tài liệu tiếng Việt
một cái dầu huỳnh quang để tăng cái độ phát sáng và cái độ led khi ta kiểm tra. Chúng ta sẽ một cái đệm tay để cho nó đỡ bị rung. Chúng ta sẽ có luôn tài liệu thư viện rồi, và Thắng sẽ tặng mọi người thêm cái tranh A0 và cái tranh A4 khi chúng ta sử dụng cái kính hiển vi soi mao mạch máu. Vậy có một cái gì mà chính xác 100% thì Thắng thấy là cái kính hiển vi, vì nó có cái gì đâu, nó soi cái vi tuần hoàn của anh chị vào. Có cái máy lượng tử thì nó dựa vào con số nha, thì khách hàng chưa có nhìn thấy và khách hàng chỉ thấy được hiện con số thôi, nhưng mà khả năng chốt khách hàng, khả năng cho khách hàng thấy là anh chị cho người ta nhìn thấy rồi, nhìn thấy độc tố, nhìn thấy vi gì con vi sinh vật, một vài con giun luôn đó nha, rồi nhìn thấy cục máu đông, nhìn thấy acidic, nhìn thấy cholesterol, nhìn thấy cái mạng sơ vữa đã bám vào mạch như thế nào, nhìn thấy cái lưu thông tuần hoàn khí huyết nó như thế nào, là cái khả năng chốt của ta rất là cao. Thì đây là những cái bộ phận như Thành nói rồi, đúng không ạ? Từ cái nút bấm điều khiển ở trên cái màn hình, có chuyển ra độ led này, rồi kích thước này, có cái này là để gài cái màn hình vào đây này, đây là cái chỉnh tiêu cự này, trong và ngoài này, chỉnh trên và dưới này, chỗ đặt tay này, đây là thấu kính này, nó đơn giản như vậy thôi. Và khi lắp đặt về thì nó cũng không có cái gì đâu, chúng ta có một cái dây nguồn, có một cái dây nguồn thì ta cắm vào cái của cái dây màn hình, đây là cái dây màn hình nhá, thì một cái dây vàng này chúng ta cắm vào cái dây ngoài của cái dây màn hình, và một đầu ta cắm vào cái máy thôi. Nó chỉ có ba cái dây cắm thôi, một cái cắm vào nguồn, hai cái cắm vào từ màn hình cắm vào máy, và chúng ta muốn thay vào máy tính đúng không? Chúng ta muốn cắm máy tính và tivi đúng không, thì cái này chúng ta cắm vào tivi đúng không ạ, chúng ta cắm y chang vào tivi thôi. Để tivi có hai cái dây nữa, thì có nghĩa là cái dây này, này vậy là tivi nó sẽ có ba đầu dây, thì ta sẽ thay không có dùng cái dây cắm màn hình của máy máy mạch máu này nữa, mà ta cắm ba cái dây màn hình, một cái dây vào nguồn, hai cái dây vào tivi, hai cái dây vào máy này, vào dây tivi là nó kết nối lên tivi thôi, rất là đơn giản thôi mọi người nha. Thì đây là Thành giới thiệu qua cho mọi người về cái một vài bộ phận và những cái thông số của máy. Vậy là quy trình sử dụng của cái máy này như thế nào? Ở bước 1 là mọi người phải cắm nguồn đầy đủ lên cho Thành nha. Bước 1 là mọi người phải cắm nguồn đầy đủ cho Thành lên. Mình có thể sử dụng đo cho mình cũng được, nhưng mà theo Thành nghĩ là nó sẽ bị rung nha, vì độ phân giải của nó là 400 megapixel nên chúng ta phải để yên tay. Còn tay chúng ta rung thì nó sẽ hơi rung theo. Và bước 1 là chúng ta đặt bàn tay trái của mình lên, chúng ta để cái đệm kê bàn tay này lên, không bằng với cái thân cái bàn của đặt tay. Sau đó, đúng không ạ, chúng ta giữ thăng bằng nha. Làm sao thì làm cái bàn tay này này nó phải ngang với tim của chúng ta. Chúng ta không để thấp quá, bàn tay này không thấp quá, bàn tay này không lên cao quá. Nó như kiểu là đo huyết áp mà, đo huyết áp với cả nhà nha. Thì cái bàn tay này này nó phải ngang với tim. Thì cái lượng gì ạ, lượng máu đẩy khí huyết đi nó sẽ chuẩn hơn. Nên chú ý ở cái này là phải đệm tay, tay không được di chuyển và bàn tay phải ngang với tim. Bước số 2 là bắt đầu là mình tra dầu nha. Mình tra dầu phản quang vào cái ngón tay đeo nhẫn, vào cái ngón tay áp út đó. Chúng ta không bôi cái dầu phản quang này lên ngón tay, không nên bôi cả cái đây, mà ta chỉ bôi cái giao diện sát sát cái xung quanh đây một xíu này, một giọt thôi. Sau đó ta thì ta bôi xung quanh ra. Một giọt dầu này nó có 10 ml thôi, mà còn tầm 80.000 thôi. Mọi người có thể sử dụng 1 đến 200 người thì mọi người hành đo 100 người rồi hãng còn một đứa ở nhà nha. Ta bôi lên sát sát chỗ này xíu thôi này, không bôi lên móng, không bôi lên dưới, mà bôi chỗ sát sát này thôi. Đó, rất là đơn giản thôi. Sau đó bước 3 là chúng ta để ngón tay đã bôi dầu vào, và làm sao cái ngón tay của chúng ta phải chỉnh cái tiêu cự cái đèn này này, nó đi giữa đúng cái dưới phao tay của chúng ta như này này, nó chuẩn nhất nha. Bước 1 là ta để đút tay vào, bước 3 là đút tay vào, sau đó ta chỉnh cái đèn này nè. Sau đó bước 4 thì bắt đầu chúng ta điều chỉnh cái ống kính nha, cái ống kính này này cho đúng cái vị trí cần soi. Sau đó là ok, cái ống kính nó vào nha, đúng vị trí nha. Sau đó ta qua bước 5 là ta điều chỉnh cái xe tiêu cự, đó chính là cái phần này này, ở nút to ở bên trong là như kiểu là ta chỉnh ngày, cái nút nhỏ bên ngoài là ta chỉnh giờ, xoay thật chậm, chỗ nào da dày mà nó mờ thì ta lại phải chỉnh lại, chỗ nào mà bóng hơn nó không có nét thì ta lại chỉnh lại, làm sao xoay to sau đó ta lại xoay nhỏ thật chậm thì nó sẽ nét hơn. Và bước cuối cùng là ta chỉnh trái sang phải, ví dụ đây chúng ta nhìn này, đúng không ạ, ví dụ trong đây chúng ta nhìn đến những cái cục vàng vàng như này là axit uric, cả nhà nhá, những cục trắng trắng là cholesterol, và chúng ta sẽ thấy được cái đây, đây là một cái mạch máu rất là khỏe này, cái lưu thông của oxy và dòng máu thì chúng ta sẽ phân tích ở sau, đúng không ạ? Và lúc này chúng ta điều chỉnh bánh xe, sau khi ta điều chỉnh tiêu cực rồi ta điều chỉnh bánh xe
cho sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Thế thôi, là cách sử dụng nó cực kỳ đơn giản. Nó giống y chang như máy đo huyết áp, mà nó giống y chang như cái đo SpO2 thôi. Vấn đề thứ hai là chúng ta học thêm các hình dạng của mạch máu để ta có thể chẩn đoán qua cái nguy cơ bệnh của khách hàng. Rồi, bây giờ thành phân tích sâu cho mọi người, đó là cách sử dụng rồi. Vậy là định nghĩa của vi tuần hoàn máu là gì? Vậy cái máy này gọi là kính hiển vi soi mao mạch máu. Vậy vi tuần hoàn mạch máu là gì? Trước tiên chúng ta cần hiểu vi tuần hoàn là dòng máu hoặc là dòng bạch huyết xen kẽ hoặc là các dịch xen kẽ tham gia vào quá trình dịch chuyển, vận chuyển các dưỡng chất đạm, đường, béo, vitamin, khoáng chất trong cơ thể của chúng ta, vận chuyển oxy, vận chuyển nước, vận chuyển thông tin của mô và tế bào. Vậy chúng ta có hai dòng, dòng máu đỏ là máu, dòng máu trắng là hệ bạch huyết, đúng không? Và các dịch xen kẽ nó vận chuyển các chất, các thông tin, các nước, oxy cho cơ thể của chúng ta. Nó là dòng. Cái số 2, nên là có nhiều anh chị nói là cái máy này là dành cho các anh chị bán sản phẩm detox, thải độc, sản phẩm liên quan đến làm sạch mỡ máu, làm bền thành mạch, nha. Liên quan đến tuần hoàn máu não, rồi tuần hoàn tim mạch, huyết áp thì đúng rồi đó, nó liên quan đến mạch máu. Nó có bao gồm các mạch máu nhỏ hơn 100 micron, có là các mạch máu này nó cực kỳ nhỏ thì nó cũng soi được. Ngoài ra thì nó có thêm các tiểu động mạch, các mao mạch và các tĩnh mạch thường. Và cái tĩnh mạch này thì thường có cấu trúc phân nhánh ra. Thì chúng ta thấy là nó như cái rễ chùm, đúng không ạ? Nó không có phải là cái mạch bạc thẳng cái, mà nó có những cái rễ tuế này. Ngoài ra nó có vai trò, đầu tiên là vai trò của tiểu động mạch là phân phối lưu lượng máu đến các bộ phận khác nhau của cơ quan, điều chỉnh dòng chảy để diện chuyển hóa của bộ. Và là chúng ta có cái tiểu mạch nhỏ thì nó sẽ lưu, nó phân phối lượng máu đến các cơ quan khác nhau, từ đó nó điều chỉnh dòng chảy để chuyển hóa các cục bộ của các bộ phận khác nhau. Thứ hai là có tiểu động mạch đoạn xa nha, chúng ta có tiểu động mạch đoạn xa và mao mạch thì nó là nơi dẫn oxy và các mô nha. Tiểu động mạch đoạn xa và mao mạch là vận chuyển oxy nha tới các mô. Vậy anh chị có chỉ anh chị bơm á, nó chính là oxy và dưỡng chất đó nha, thì anh chị sẽ được quan sát. Cái cấp độ vi tuần hoàn thì mật độ các mạch máu được tưới có liên quan đến oxy mô hơn là tốc độ của tế bào ung cầu. Vậy anh chị hình dung nha, vậy khi anh chị soi vào các chỗ mà máu nó bơm lên đó thì nó sẽ thể hiện cái quá trình oxy hóa, có nghĩa là gì? Có nghĩa là các hồng cầu của chúng ta có oxy và quá trình trao đổi oxy và thải CO2 của cơ thể của chúng ta nhiều hơn là tốc độ hồng cầu. Có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ thể hiện được là cái sự lưu thông oxy nhiều hơn, chứ không có độc chỉ là sự di chuyển của hồng cầu. Nên là mình nhìn vào đó, mình biết được cái cơ tim, mình biết được cái khả năng dịch chuyển để vận chuyển oxy, khả năng đẩy máu của cơ thể như thế nào thông qua cái vi tuần hoàn này. Chúng ta hình dung được điều này nha. Nếu có nhiều anh chị nói là chỉ là hồng cầu, không có phải, nó có cả thể hiện cái quá trình gì lưu thông liên quan đến tốc độ oxy hóa. Vậy ngoài ra các cơ quan khác nhau thì có cấu trúc vi mạch khác nhau nha. Mỗi cái cơ quan thì sẽ có một cái cấu trúc vi mạch khác nhau. Nhưng chú ý cho này, tại sao mình đo ở cái ngón tay này mà mình lại biết cơ thể mình có sức khỏe, có đúng hay không? Thì ta phải chú ý trở thành như sau. Cái sự thay đổi và không đồng nhất tưới máu vi tuần hoàn có liên quan đến các bệnh lý. Ví dụ, ở Hải Dương của Thành mà bị ngập thì hầu như thành phố đều nước to hết. Và nếu anh chị có độc tố ở tay của anh chị mà đo đến cái sự lưu thông huyết nó kém thì hầu như toàn bộ các bộ phận, toàn bộ các cơ quan đều nhiễm mỡ nha. Vấn đề là mỗi bộ phận nó sẽ có nhiễm mỡ khác nhau thôi, nhưng mà nó sẽ chính xác từ 60 đến 80%. Và sự thay đổi cộng với không đồng nhất trong các vi tuần hoàn này nó có liên quan trực tiếp đến các bệnh tim mạch, bệnh huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh gút, bệnh rối loạn hormone và thậm chí là ung thư. Nên tại sao mình sử dụng cái kính hiển vi soi mao mạch máu này mà mình quan sát cái vi tuần hoàn, cái sự thay đổi của các mao mạch đó và không đồng nhất trong quá trình tưới máu á, nha. Quá trình tưới máu tới vi tuần hoàn là những cái mạch máu siêu nhỏ để dẫn vào các tế bào của các bộ phận đó nha, thì nó sẽ gây ra bệnh. Ngoài ra thì mình sử dụng cái kính hiển vi soi mạch máu, chúng ta có thể đo bằng lưỡi nhưng mà thực sự thì không ai đút lưỡi vào được, đúng không ạ? Ta đo bằng ngón tay và thấy là anh chị có thể đo bằng tay nhưng mà tay nó hơi khó đo, là phương pháp đơn giản nhất nha, chính xác và bám sát được sự thay đổi siêu nhỏ từ cấu trúc bên trong vi tuần hoàn và giúp bạn nắm rõ được sức khỏe tình hình hơn. Và Thành không có nói phương pháp này là 100% nha, nó là chính xác luôn đó nha, vì nó soi được.
nhưng chúng ta cần sử dụng thêm những công cụ như bên ngoài như Thành vẫn nói là huyết áp với đo lượng tử, thậm chí là sự chẩn đoán và cận lâm sàng của một vài cái mọi móc ở bệnh viện để chúng ta kết luận 100%. Nhưng mà chúng ta có cái kính này nó là một cái giải pháp thêm, nó chỉ có 7 triệu thôi, rất là ok. Và với độ phân giải 400 lần nha, thì anh chị có thể quan sát được ngoài cái gì ạ? Tốc độ tưới máu vi tuần hoàn, chúng ta có thể quan sát được thêm cholesterol, độc tố acid uric, ký sinh trùng, mảng xơ vữa ở trong mao mạch máu và tồn tại trong dòng máu của chúng ta. Chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Nó rất là đơn giản như thế thôi. Vì nó là kích hiển vi thì nó phóng lên thôi. Nó không được gọi là thiết bị y tế vì nó là cái kích hiển vi thôi. Nhưng mà nó chủ yếu là để soi vi tuần hoàn. Nó thiết kế riêng cho soi vi tuần hoàn. Đúng không ạ? Thì đây, chúng ta nhìn đây. Đây là cái hệ thống gì ạ? Động mạch và tĩnh mạch trong cơ thể chúng ta. Nó lưu chuyển. Và trong đông y thì người ta gọi là kinh lạc, là nơi vận chuyển khí huyết, đúng không ạ? Dinh dưỡng, dưỡng chất, oxy, trao đổi thông tin của cơ thể chúng ta, thải CO2, thải chất độc, rồi đúng không ạ? Nó chia ra thành nhiều cái mạch máu nhỏ hơn. Thì trong máu lượng tử chúng ta nó cũng đo được cái hệ thống kinh lạc và hệ thống khí huyết lưu thông hay không á. Thì vậy là một người khỏe hay không thì nó sẽ gì? Nó sẽ kết hợp ở trên đây. Rồi bây giờ Thành sẽ phân tích cho mọi người các mạch máu nha. Đây, đây chúng ta nhìn này. Thì đây là một cái mạch máu trong cơ thể chúng ta. Thì trong mạch máu của chúng ta nó sẽ tồn tại ba dạng là động mạch, tĩnh mạch, đúng không ạ? Và mao mạch. Thì động mạch là lớp áo trong, nó là lớp nội mạch, đúng không ạ? Lớp áo giữa nó có tính đàn hồi và có các sợi cơ trơn và cơ chun, nó co giãn và làm lớp áo ngoài chứ mô liên kết. Còn tĩnh mạch thì nó có ba lớp, thành thì nó sẽ mỏng hơn. Lớp áo trong thì có những cái van tĩnh mạch, đó, van tĩnh mạch nó đẩy máu về tim, nên là người ta có những cái van này khi mà yếu, khi mà bị xơ vữa, khi mà bị thiếu dưỡng chất hoặc là nhiễm mỡ thì người ta gọi là suy giãn van tĩnh mạch, và nó giúp máu nó luôn lưu thông một chiều tốt hơn. Và chúng ta có mao mạch, thì mao mạch là có tế bào bởi một lớp tế bào nội mạc trên thành thì có nhiều lớp nhỏ hơn giúp cho quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra hiệu quả hơn, đúng không ạ? Vậy là mạch máu thì chúng ta sẽ có ba loại là động mạch, mao mạch và tĩnh mạch, chúng ta có thể nhìn ở trên hình. Và tổng nếu mà lỗi tất cả các loại mạch này vào trong cơ thể của chúng ta thì người ta thấy được là khoảng tầm 100.000 km quấn khoảng tầm 2,5 lần vòng trái đất. Nên chúng ta biết được là cái quá trình chúng ta trao đổi chất và tim đập một lần mà đẩy máu được 2 lần dưới vòng trái đất thì chúng ta biết được là cái hệ vi tuần hoàn, hệ diện mạch máu của chúng ta nó quan trọng cỡ nào, đúng không ạ? Nó quan trọng cỡ nào. Nên là ta không thể coi thường. Và một khi mạch máu bị tắc, bị yếu, tim bị kém, quá trình trao đổi chất, trao đổi oxy nó bị yếu thì chúng ta có thể chết ngay lập tức. Và nó sẽ gây ra những cái bệnh mãn tính nếu chúng ta bị yếu, được không ạ? Đây là chúng ta có một giải pháp rất là tuyệt vời. Rồi, và chúng ta sẽ quan sát thêm cái dòng máu của chúng ta. Rồi giờ bây giờ ta để ý đến cái trong máu của chúng ta. Thì trung bình của chúng ta là một người dao động từ 70 đến 80 ml trên 1 kg. Được không ạ? 80 ví dụ thành tầm 65 kg thì ta nhân lên thành khoảng tầm hơn 4 lít máu, được không ạ? Hơn 4 lít máu. Chúng ta sẽ có hồng cầu. Hồng cầu thì thời gian tồn tại của hồng cầu trong khoảng tầm 120 ngày nó sẽ tự chết, được không ạ? Nó sẽ tự chết nha. Hồng cầu có tác dụng chính là vận chuyển oxy từ phổi và đẩy tế bào tới tế bào. Và hồng cầu nó có màu đỏ cả nhà ha, vận chuyển oxy. Nó sẽ gồm sắt và thành phần chính là tạo ra hemoglobin. Nó sẽ giúp bám chặt vào oxy. Tiếp theo là chúng ta có bạch cầu. Bạch cầu thì chúng ta biết rồi là có vai trò miễn dịch. Tiểu cầu thì có thời gian tồn tại là từ 8 đến 10 ngày. Tiểu cầu thì giúp đông máu và phục hồi mô. Hồng cầu vận chuyển oxy, bạch cầu là miễn dịch, tiểu cầu thì giúp cho đông máu tốt hơn. Ngoài ra trong đó chúng ta có cái hệ thống huyết tương, đúng không ạ? Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương. Huyết tương thì nó có thể là màu trắng cả nhà nha. Trong đó nó có những cái chất khoáng bao gồm canxi, natri, calo, sắt, magie, kiềm, đúng không ạ? Ngoài ra nó có protein, trong đó thì có hai loại chính là albumin và globulin. Rồi nó có nước, thì trong đó có máu và dịch kẽ. Ngoài ra nó có cả đường để giúp chúng ta cung cấp năng lượng, có chất béo để chúng ta điều hòa nội mô và cung cấp dưỡng chất tạo ra năng lượng. Vậy chúng ta có hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương, gọi là máu đỏ và máu trắng, được chưa nhỉ? Vậy là trong máu của chúng ta sẽ kiểm tra được những cái chỉ số thêm như thế này. Thì anh chị cần biết được là hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và thành phần của máu này nó có những cái gì, rồi thêm được là mạch máu thì có động mạch, rồi tĩnh mạch và mao mạch máu.
Ngoài ra thì nó có thêm những cái các sinh tố như là vitamin, khoáng, đúng không ạ? Để nó giúp tổng hợp và chuyển hóa năng lượng. Thì đây là những cái thành phần trong máu. Ở đây chúng ta nhìn này, hồng cầu màu đỏ này, bạch cầu đây, đúng không ạ? Tiêu diệt vi khuẩn virus gây hại. Đây là tiểu cầu này, đông máu này, phục hồi mô đây. Còn trong đây là huyết tương đây, nha, huyết tương đây. Nó sẽ có các dưỡng chất như thầy nói rồi, đạm, đường, béo, vitamin và khoáng này. Ngoài ra các dịch thì anh chị có thể quan sát thêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát nha. Ở đây, ví dụ đây là đo cho một cái khách hàng thì ta nhìn đây. Thì chúng ta đơn giản lắm nha. Khi kiểm tra dịch và chúng ta kiểm tra cái ngón tay thì chúng ta sẽ đầu tiên này. Khi anh chị quan sát bước 1 là anh chị phải quan sát cái hình dạng của cái vi mạch máu vi tuần hoàn đó, và thành gọi ngắn gọn là hình dạng của cái mạch máu đó. Nó thẳng, nó cong, nó quăn như thế nào? Thì nó thẳng, nó cong, nó quăn như thế nào thì nó tương đương có thể bị bệnh gì? Thành nói là có thể thôi nha. Vì các nhà nghiên cứu và các chuyên gia về dinh dưỡng, các bác sĩ người ta thấy được này, khi mà một bị bệnh thì nó sẽ xảy ra những trường hợp như thế này, thì là chúng ta sẽ biết thêm. Thứ hai là chúng ta quan sát thêm độ dày, độ mỏng của mạch máu. Đầu tiên là nó hình thẳng, nhưng mà nó có dày hay nó mỏng không? Hay nó dày ở đầu, nó mỏng ở dưới thì ta có thể biết thêm. Số 3 là chúng ta phải để ý đến cái màu của mạch máu. Có nhiều người thì bị mỡ bám hết, có nhiều người thì nhạt, thì ta phải xem cái màu của mạch máu. Sau đó ta để ý đến cái tốc độ bơm máu, có bơm được hết cái mạch máu đó không, hay là bơm được lửa thôi, thì để biết được cái tim yếu và cái lượng oxy được dưỡng chất nó không có đủ. Bắt đầu cứ lắp là ta quan sát thêm thành phần ở trong máu, ví dụ như là mỡ máu này, độc tố này, uric này, cholesterol này, ký sinh trùng này, rồi các loại vi hạt. Thì đây là khi mà anh chị soi mao mạch máu, có nhiều anh chị chỉ để ý đến độc tố thì cũng không có được. Ta phải để ý đến hình dạng mạch máu, màu của mạch máu, độ dày của mạch máu, tốc độ bơm máu và các thành phần thêm. Ví dụ cái người này là mình đang để ý, không có để ý đến cái chỗ này là không phải là hình dạng của mạch máu, mà tại ý đây này, người này đang rất là nhiều. Cái màu trắng này là gì? Màu trắng này là gì ạ? Là acid uric, đúng không ạ? Là cái cục purin á. Còn màu vàng vàng xíu nữa là cholesterol. Còn những cái đen này là độc tố, có thể là vi nhựa, có thể là các kim loại nặng, có thể là gì ạ? Các cốc tự do nó liên kết lại vào nhau, nó sẽ gây ra bệnh, gây ra oxy hóa, gây ra mảng bám, sơ vữa, đúng không ạ? Thì anh chị phải quan sát như vậy nha. Quan sát đúng 5 yếu tố này khi chúng ta soi mao mạch máu nha. Cũng không được nói quá, cũng không được chém quá, mà mình phân tích cho khách hàng, kết hợp mình hỏi cái triệu chứng của khách hàng. Ngoài ra mình có thể kiểm tra máy lượng tử thêm. Rồi, bây giờ đây chính là cái hình dạng của một khách hàng. Đây là lúc này là chúng ta đang quan sát cái hình dạng của mạch máu là 1 này, được không? Cái màu là 2 này, và cái tốc độ bơm là 3. Vậy người này đang có vấn đề về sức khỏe này, đúng không? Cả nhìn này, hình dạng mạch máu nó không có tốt, đúng không ạ? Và nó đang bị đỏ hết tất cả các viền, và các viền mạch máu đang rất là dày. Thì bây giờ Thành sẽ hướng dẫn chúng ta phân tích. Và trên cái màn hình của nó thì nó có chỗ tắt này, đúng không? Đây là chỗ M và chỗ AV để kiểm tra cái độ led và cái hình dạng là 169243. Thì anh chị cũng không còn để ý đến cái màn hình cái lúc bấm 15, chỉ cần bật tắt lên là được rồi ha cả nhà nha. Chủ yếu là mình chỉnh cái tiêu cự này này ở trên dưới và cái tiêu cự led này thôi, trên dưới trái phải. Rồi bắt đầu Thành hướng dẫn chúng ta các hình dạng mạch máu. Đầu tiên là chúng ta có cái hình dạng mảnh khảnh. Đây là hình dạng mảnh khảnh này. Mảnh khảnh có nghĩa là chỗ to chỗ nhỏ, được chưa? Là hình dạng người ta gọi là mảnh khảnh. Thì mảnh khảnh này thì nó sẽ gây ra bệnh gì hoặc là bình thường hay không thì tí Thành sẽ phân tích ở dưới. Đây là hình của khách hàng nếu như thế này, như giống cái người vừa rồi ở cả nhà nha, thì người ta gọi là hình mạch máu sừng, đúng không ạ? Hình sừng nó như cái con hươu, như con lai này, hai sừng ba sừng này. Còn cái hình này người ta gọi là hình xoắn, xoắn nhưng mà bị tắc ở bên trong, người ta gọi là xoắn tắc trong, đấy chưa cả nhà? Thì theo chuyên môn người ta gọi là hình xoắn tắc trong. Còn hình số 2 là hình sừng. Số 3 là cái hình mạch máu nó cũng nhỏ 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 và ở dưới nó không có đủ máu mà nó tụ ở trên, người ta gọi là hình lưỡi câu. Hình mạch máu lưỡi câu, giống cái lưỡi câu không cả nhà? Còn cái hình này là hình ống nhưng mà nó bị dính nha, mảnh khảnh mà nó vừa to nhưng mà nó lại dính vào nhau, thì người ta gọi là hình mạch máu dính ống. Rồi hình này nó như kiểu là con trùng đúng không cả nhà? Nó như kiểu là hình mình thắt nút, người ta gọi là hình mạch máu xoắn lại. Thì nó sẽ gây ra bệnh gì thì Thành sẽ hướng dẫn chúng ta. Và bây giờ Thành đang hướng dẫn chúng ta là đặt tên cho cái hình mạch máu thôi. Còn cái hình này người ta gọi là hình nhọt, được chưa cả nhà? Nó giống như một cái hình mạch máu nhưng mà nó có cái mụn ở trên, người ta gọi là hình nhọt. Và khi anh chị mua sử dụng máy nha, thì anh chị sẽ có tặng được cái quyển tài liệu, có đầy đủ cái tài liệu này cả nhà nha. Yên tâm đi, có đầy đủ cái gì Thành đang nói. Chúng ta có cái tranh A0 luôn, chúng ta có cái tranh A4 và có tài liệu phân tích như thế này luôn cả nhà nha.
Đây gọi là hình ngắt đầu ra, là hình ngắt đầu ra. Đây cũng là hình ngắt đầu ra nhưng mà ngắt nhiều hơn, và người ta gọi là độ đàn hồi kém, bị mất nhiều chỗ, mất nhiều chỗ nè, đáng nghĩa nó phải lỗi liền, thì thành gọi là hình mạch máu đàn hồi kém, gọi là ngắt quá nhiều, cũng có thể gọi là hình ngắt quá nhiều. Rồi nếu mà hình này thì thành gọi là hình con đĩa, hoặc là bị sưng mà bị ứ đọng lại, không có chảy hết bên này nữa, được chưa cả nhà? Đây vừa rồi là ngắt quá ít, và đây là ngắt quá nhọt quá nhiều, ngắt quá. Và những người như thế này này, đầu ra đầu vào rất là đều, và người ta gọi là hình mạch máu bình thường. Cả nhà chú ý nha. Đó, thì đây là một vài các loại dạng hình mạch máu, của bản chất thì nó nhiều lắm. Nhưng mà mình vừa đấy hình dạng này, mình đậu ít độ dày, độ máu này, màu sắc này, độ tốc độ bơm của oxy của mạch máu này. Rồi mình đấy thêm cái thành phần ở trong cái dòng máu của chúng ta. Bây giờ Thành sẽ phân tích cho chúng ta, nó sẽ có cả tiếng Hàn, nó là tiếng Anh, Thành để cả tiếng Anh ở đây cho tài liệu mọi người có nha. Và đây là từ nhà sản xuất người ta công bố ra, và Thành dịch ra kết hợp với cái kinh nghiệm của mình sử dụng cái máy này 5-6 năm rồi, thì có thể nha, nhớ này, có thể đang gặp vấn đề này, thì mình nói ra, sau mình hỏi cái triệu chứng, đúng không ạ? Thì với cái hình mạch máu là như thế này, là mạch máu khỏe mạnh, hình dạng kẹp tóc, hình dạng đều, được chưa? Thẳng, màu hồng, rõ ràng, gọn gàng, phân bố đều, đúng không ạ? Không chỗ dày, chỗ mỏng, mà hình mạch máu rất là đều, được chưa? Màu đỏ, máu bơm cho tận ngọn, thì đây là người đang khỏe, hầu như là không có dấu hiệu đau đầu chóng mặt, không có dấu hiệu về huyết áp. Thì đây, nhớ này, đều này, đỏ này, máu bơm đều này, gọn gàng này, thẳng này, như một cái kẹp tóc luôn, thẳng từ đầu đến cuối, cả nhà nhìn thấy không ạ? Thì đây là anh đang rất là khỏe. Thì bắt đầu mình kiểm tra thêm là có mỡ máu không ở bên ngoài không, có thêm độc tố không. Còn riêng về cái khả năng vi tuần hoàn, lưu thông khí huyết, oxy, dinh dưỡng thì là ok, mạch máu chưa bị biến dạng. Thì đây chính là vấn đề số 1. Vấn đề số 2 là đây là mạch máu có hình sừng đây cả nhà này. Đây hình sừng số 2 này. Và đây bắt đầu là hơi xoắn xoắn. Và đây hình sừng quá gom hơn. Có tiếng Anh ở đây rồi. Anh chị nào biết tiếng Anh thì đọc tiếng Anh. Vậy mạch máu biến dạng này thì người ta có nguy cơ bệnh tim mạch và mạch máu não. Thì mình hỏi họ là có tức ngực không, có cảm giác đau đầu chưa nhá, thì mình hỏi họ nha. Ngoài ra thì có nguy cơ ở cái mạch máu liên quan đến bệnh tiểu đường, hoặc là các bệnh liên quan đến mô liên kết, thì mình có thể kiểm tra cái đái tháo đường cho khách hàng. Ngoài ra những người mà bị nhiễm nấm cục bộ nha, rồi nhiễm những cái ký sinh trùng, rồi bị viêm, nó cũng gây ra cái tình trạng mạch máu bị xoắn và bị sừng. Ok chưa các nhà? Rồi những người mà bị chấn thương như là kiểu tai nạn hoặc là tai biến nha, cái khí huyết người ta không có lưu thông được, thì cũng làm ra cho người ta những cái mạch máu nó có hình bị sừng như thế này, hoặc là hình xoắn ở dưới thế này. Ok chưa? Thì đây là vấn đề số 2. Thì mọi người hỏi họ là anh chị đã bị tai biến lần nào chưa, anh chị đã bị tai nạn lần nào chưa, có bị nhiễm trùng không, em nghi anh chị có thể bị đái tháo đường, hoặc là đang vấn đề về tim mạch, hoặc là mạch máu não anh đang có vấn đề xíu nha. Vì như thế này thì máu não nó không có tới tốt được, và những cái đường lưu thông như này thì dễ làm cho vấn đề bị tức ngực lắm. Người ta thường thường là người ta sẽ là ừ có lại tức ngực rồi. Ok chưa? Ngoài ra thì những người mà thiếu đạm thì nó gây ra tình trạng thiếu collagen, rồi suy nhược nha, dẫn đến cái tình trạng cũng biến dạng như vậy. Nên cả nhà có thể hình dung, vì nó bị thiếu collagen đâm ra mạch máu nó không có thẳng được, nó không có thẳng được nha. Ta để ý những cái chỗ này này, chỗ nào mà mạch máu nó không có tới này, đây, thiếu collagen, thiếu oxy, thiếu dưỡng chất, mạch máu bị biến dạng này, thì chỗ này là người ta thấy là cũng có vấn đề. Nên cả nhà cho rằng chú ý số 2. Vấn đề số 3 là mạch máu như thế này, là mạch máu gì? Mạch máu này là mạch máu bình thường nhưng nó thẳng, nhưng mà cái ống của nó chúng ta thấy không ạ? Nó bị mờ, đó, nó bị mờ này. Và nó không có đều. Ở bên này thì đỏ, bên này thì gì? Thì không có. Đấy, vậy là hình thì thẳng, có là tốc độ thì khỏe, collagen thì đủ, nhưng mà nó không có đủ oxy. Cái lượng đấy nó không có ok lắm, được bạn? Bên đầy, bên gì bên không có. Vậy nó dễ xảy ra cái tình trạng là tăng huyết áp, dễ liên quan đến những cái bệnh liên quan đến động mạch vành, liên quan đến bệnh xơ vữa, dễ liên quan đến cái bệnh thiếu máu cục bộ nha cả nhà nha. Ngoài ra cũng có thể nguy cơ đái tháo đường, hoặc là với những người tuổi già, những người lớn tuổi thì mạch máu nó hay bị hẹp lại nha, và tăng cái nguy cơ xơ vữa, vì có thể nó bám vào cái thành mạch ở bên này này, bên này nó không có bám, thì nó sẽ gây tình trạng xơ vữa, tiểu đường, tim mạch, được chưa cả nhà, và thiếu máu cục bộ ở người già nha. Thì đây là vấn đề số 3
mạch máu mảnh ống mờ không đều. Vấn đề số 4, đây anh chị có thấy nó giống hình nhọt vừa rồi không, là rồi hoặc là hình lưỡi câu không, nó có một tí tí này thôi đúng không ạ, đây tí tí này đây đó, và phân tích sâu sâu hơn thì nó sẽ như thế này. Vậy là dấu hiệu số 4 là mạch này nó rất là ngắn, chúng ta thấy không ạ, đáng nghĩa người ta đến đây mà mình có tí à? À mạch máu rất ngắn có tí thôi, vậy người ta gọi là vòng ống ngắn, cái mạch này gọi là mạch ngắn hoặc mạch lưỡi câu. Thì trường hợp này là tim đẩy máu kém đúng không ạ, khí huyết không có lưu thông được, có thể xảy ra ở tình trạng thiếu oxy. Hỏi người ta là đứng lên váng đầu có chóng mặt hay không, ngoài ra tim đẩy máu kém rồi thì có nguy cơ là tiểu đường nó sẽ gây ra chết những cái mạch máu nhỏ ban đầu á, ở đầu á, thì nó cũng đây là một trong những cái biến chứng nha, biến chứng của khách hàng. Thì mình hỏi họ là có nguy cơ đái tháo đường, và với những người béo phì mỡ nhiều thì cũng làm ra cái hiện tượng này. Ngoài ra người ta có nguy cơ sơ vỡ động mạch nha, thì mình hỏi họ là em thấy anh có nguy cơ nhất là trường hợp này này, cả nhà này, người ta nhìn những trường hợp này này, à, dễ sơ vữa rồi, dễ xuất huyết rồi. Thì đây là trường hợp số 4. Và có một vài người liên quan đến bệnh tiết liệu đúng không ạ, bệnh tiết liệu ở phụ nữ và đàn ông thì liên quan đến bệnh thận đó nha, thì nó sẽ gây ra ứ động như thế này, vì khí huyết không được lưu thông, dịch nó sẽ không có được lưu thông cho nó hiệu quả, và chính nó như vậy đâm ra nó gây ra thiếu máu cục bộ đúng không ạ. Mình hỏi họ là đã tức ngực chưa, đã mệt mỏi chưa, đã tức váng đầu chóng mặt chưa, tim nó đập thình thịch chưa, có thể thiếu máu cục bộ. Vấn đề số 5 là mạch máu như thế này, nhìn thì rất là đẹp nhưng mọi người thấy sẽ có vấn đề như sau. Đầu vào thì gì, đầu vào thì gì ạ, đầu ra thì dày, đây là đây anh gọi là lúc cái chỗ đầu ra này to dày, đầu vào thì bé xíu. Đấy, đây này, ở ngoài thì nó lở bên ngoài nhưng mà bên trong thì nó teo lại bé xíu, bên ngoài thì dày hơn, không có đều, và lưu lượng máu sẽ bị tắc chậm lại, chúng ta thấy không ạ, đây bị tắc này, đây là chậm lại, thì có thể xảy ra tình trạng là kết tụ hồng cầu đúng không ạ, liên quan đến sơ vữa và gì mảng bám, và nhìn thế này là mình biết được là cái độ đàn hồi của mạch máu bị giảm rồi, và những người này thì phản xạ mạch máu bị xấu, có thể là tê chân tê tay, rồi những phản ứng về thần kinh nó sẽ bị chậm hơn người bình thường, và những người này thì có thể là cái lưu lượng máu tới tân tới tay nó sẽ kém đi, hỏi gọi là tê chân tê tay, đứng lên bắt đầu chóng mặt chưa, và chính vì như này thì oxy không đủ thì có thể, và dưỡng chất không đủ nữa sẽ gây tình trạng là mệt mỏi bất thường. Đấy chưa cả nhà nha, mình thì mình rất ít khi chẩn đoán là người ta bị ung thư, vì ung thư thì nhìn vào đây cũng không có thể chẩn đoán được, có thể thôi ung thư nó cũng xảy ra một tình trạng là một vài mạch máu bị biến đổi, nhưng mà mình không có kết luận được cả nhà nha, mình phân tích trên cơ sở khoa học cả nhà ha. Và những người như này thì nó sẽ cái độ nhớt của máu nó sẽ hay bị tăng, nó làm cho máu đặc hơn nên là khả năng lưu thông nó sẽ kém hơn. Thì lúc này anh chị có thể ngược lại cái vấn đề về soi ở trong cái máy lượng tử sinh học, mình kiểm tra cái phần tim mạch có cái độ nhớt của máu, ngoài ra thì nó có thể tăng mỡ máu cả nhà ha, tăng cái lipid trong máu, tăng cái cholesterol và cái triglyceride nha. Thì đây là vấn đề số 5, huyết áp cao cũng có thể. Vấn đề số 6 đây, mọi người thấy vừa hình sừng mà vừa có vấn đề như thế này thì là như thế nào. Vậy là này là vòng ống bị tắc nghẽn rồi cả nhà nha, thì nó sẽ gây ra tắc nghẽn mạch máu và lưu thông khí huyết nó sẽ bị chậm đi, ngoài ra nó xảy ra tình trạng là bệnh sơ cứng động mạch, bệnh phổi nha, khó thở, tức ngực, đau ngực, kết tụ hồng cầu, máu đặc, dễ gây tai biến, nhồi máu cơ tim, gây ra đột quỵ. Ở cái trường hợp này cũng có thể là đứng lên bắt đầu chóng mặt đây, thì đây chính là vấn đề số 6. Nếu anh chị quan sát là đây là vừa hình xoắn cả nhà này đúng không, hình xoắn như vừa rồi này, đây là hình sừng này mà nó lại cứ đỏ đầu đầu, ở ngoài thì nó ở trong thì nó giãn ra, ngoài nó tụ lại. Vấn đề số 7 đây, mạch máu nó rất là buồn cười cả nhà này, chúng ta nhìn này đúng không ạ, nó rất là yếu, rất là mờ, thì mạch máu đầu vào và nhánh nó mỏng lắm, mạch máu nó rất là mỏng cả nhà nha, nhìn nó rất là mỏng, và đầu ra thì nó dày hơn và nó căng lên, cả nhà thấy nó căng lên không. Vậy thì có thể là người này đang stress, đang căng thẳng khá là cao nhé, có thể là co thoát mạch máu, mình hỏi nó dấu hiệu tức ngực chưa, có thể là máu về tim kém, lượng lưu thông khí huyết kém, tăng cái nguy cơ bị huyết áp, tăng cái nguy cơ sơ vỡ động mạch, để chưa cả nhà, và có dấu hiệu đau đầu, lưu thông khí huyết ở trên máu não kém, thì chúng ta hay hỏi họ là đã có dấu hiệu này chưa. Ngoài ra vì nó liên quan đến đau đầu, đâm ra gây ra tình trạng là mất ngủ đúng không ạ, gây ra tình trạng là mất ngủ. Vấn đề số 8 đây, anh chị nhìn này, anh chị để ý này, những cái tách rời ra chúng ta phải để ý này, đấy đây, đây là hình nhọt này mà vừa hình sừng này, đây này, nhà sản xuất nói là cancer này, có nguy cơ ung thư, mạch máu nó biến dạng kiểu này,
mạch máu xoắn mà lại trẻ nhánh ra như thế này, và nó sẽ gây ra tăng sản, nó đẻ ra nhiều những cái nhỏ nhỏ hơn, thì nguy cơ tăng huyết áp, nguy cơ thiếu máu não mãn tính rồi thì nó mới trẻ được ra, được không cả nhà? Nguy cơ có khối u và nguy cơ ung thư, vì nó có thể là nó tăng sinh ra một tế bào mới, nhớ nha, nó tăng sinh lên như kiểu là gọi là di căn cả nhà nhé. Tự nhiên nó lại trẻ làm hai, tự nhiên nó lại trẻ làm đôi, tự nhiên nó lại có thêm một những cái tế bào, rồi mạch máu nó dài ra, nó nhỏ ra như thế này, thì nguy cơ khối u nha và nguy cơ ung thư. Thì nhà sản xuất nó cũng nói ra đây là nguy cơ cancer. Thì đây là để nguyên cái nhà sản xuất người ta nói đó. Cái đề số 9, được không? Đây là mạch máu gì ạ? Mạch máu đích câu và tụ cầu đó cả nhà nha. Thì có thể là mạch máu ngắn, tụ máu ở đầu, thân rất là mỏng nhưng mà đầu rất là sưng to, tụ ở đầu. Thì có thể là nguy cơ sơ cứng toàn thân, tê bì, nhức mỏi, béo phì, huyết áp cao nha. Thì đây là hai trường hợp là như vậy nha. Có thể là tai biến, có thể là máu trong không có đều được. Thì đây là vấn đề số 9. Vấn đề số 10, đây chúng ta nhìn này. Nó rất nói âm như con rồng này, trẻ nhánh này, có sừng này, được không ạ? Thì mạch máu này là hình rễ, được không ạ? Tụ cầu xung quanh mạch máu luôn. Đấy, đó nòm này, đó này, đấy. Vậy là có nguy cơ tai biến mạch máu não nha, rất là đáng sợ. Nếu mà thấy cholesterol nữa thì ta phải chú ý. Nguy cơ tăng huyết áp, nguy cơ bệnh mạch vành, nguy cơ nhồi máu cơ tim, đấy chưa cả nhà? Thì đây là với những người vấn đề số 10. Thì chúng ta phải chú ý cho thành cái vấn đề này. Được không? Vấn đề số 10. Vấn đề số 11. Đây, thì chắc chắn vấn đề này là đẹp rồi đúng không cả nhà? Thành một cái hình khác. Mạch máu bình thường, không xù xì, dòng máu đều, cân bằng, không múc ở đầu, không múc ở thân, rất là đều. Thì đây là vấn đề bình thường. Và lưu lượng tốt. Vấn đề số 12. Đây, xoắn xoắn đây. Là có nguy cơ stress, nguy cơ đau đầu, nguy cơ thiếu oxy, nguy cơ suy tim nha. Ngoài ra cái sự xoắn này có thể là do bơm máu kém nha, mãn tính rồi một thời gian rồi, hoặc là lưu thông máu kém, cũng có thể xảy ra ở hiện tượng là người bị tiểu đường một thời gian dài thì mạch máu nó không có đủ oxy, đủ dưỡng chất, nó sẽ gây ra tình trạng như vấn đề số 12. Đây, mạch máu vấn đề số 13 như thế này thì nguy cơ, đây chúng ta nhìn đây, đây người ta vẽ lại đây, thực tế như thế này, được chưa? Nguy cơ bị kết tụ hồng cầu. Đây nó giống như hình máu, mạch máu gì? Ngắt quãng nhiều đây cả nhà, ngắt quãng này. Chỗ có máu, chỗ có máu không, người ta gọi là kết tụ hồng cầu lại nha, nhớ nha. Đây là ngắt quãng nhiều này. Dòng máu chảy kém, tắc nghẽn, ngắt quãng, dễ gây ra bệnh tim mạch, dễ gây ra tăng cục máu đông, vì mỡ máu cao, dễ gây ra ở bệnh gì? Đái tháo đường. Thì chính là vấn đề số 13. Vấn đề số 14. Đây, nguy cơ nhỏ nhỏ đấy, anh chị em mà thấy mạch máu họ cũng nhỏ 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 này, rồi nó không được nhiều, nó không được sâu như này này, thì đó chính là mạch máu ngắn, đầu tù và nhỏ, thì nguy cơ tăng mỡ máu, nguy cơ huyết áp cao, nguy cơ có dấu hiệu về tức ngực, nguy cơ có dấu hiệu về đau đầu, thì chính là vấn đề số 14. Vấn đề số 15 là hình sừng như vừa rồi chúng ta thấy không, nó hình sừng này, hình tá lưa luôn này, không, nó cứ trẻ ra thế này này, thì là mạch máu trẻ nhánh, xoăn, mỏng, thì xảy ra ở người có nguy cơ tiểu đường, và nếu mà có những cái cục cholesterol và uric nữa thì là gia tăng cái nguy cơ bị bệnh gút, được chưa cả nhà? Và có thể là người ta bị thiếu dưỡng chất, thiếu oxy, đâm ra mạch máu nó bị ngắn, nó bị trẻ nhánh và nó đầm máu, và nguy cơ bệnh tim mạch, được chưa cả nhà? Thì đó là thành triển khai nhanh cho mọi người 15 cái vấn đề khi mà chúng ta soi ra mạch máu, và mọi người cũng biết được hình dạng. Thì nếu anh chị quan tâm thì khi anh chị sở hữu, anh chị có tranh A0, tranh A4, anh chị có tài liệu hướng dẫn như thế này. Ngoài ra Thành sẽ một đối một trong 7 ngày, bảo hành 2 năm và hỗ trợ trọn đời tư vấn thêm cho mọi người. Và nếu mọi người có thắc mắc gì